Nhà cao cửa rộng không thèm ở. Đấy. Ở túp lều tranh, ở túp lều tranh mái tốt tươi. Đấy, không có gì cả. Tức cảnh sinh thơ luôn mà cả. Tức cảnh sinh thơ luôn. Thế thôi. Đồ nhậu mênh mông thì bát ngát. Đúng rồi. Lối ra vào ta đón khách vãng lai. À. Đấy, đấy mới là tức cảnh sinh thơ đấy. Tuyệt vời. Mua cà mè đen chị xương khớp. Hãy liên hệ kênh Huy Anh TV. Số điện thoại Zalo 0972267710 mọi người nhá. Xin mời tất cả các bạn. Bạn Thông ơi. Đi bắt ông núi bằng. Hôm qua hẹn bác rồi. Ông núi hôm nay nắng rồi cháu à. Cái này cứ phải chiều tối thì mới có cháu à. Thế lại đợi chiều à? Ừ, phải lại chiều mới có. Ô lại rau lợn nhà ai đây? À lợn thì chú Thái đẻ rồi đã. Ờ chú Thái đẻ rồi. Ô đẻ được một con, đẻ được một con là chú điện Bắc ra. Chú mới dặn hôm trước mà nay đã đẻ rồi. Nay đẻ rồi, chú ấy trang trại, chú ấy nuôi nhiều mà. Vì đến 20-30 cái lợn mẹ ấy. Hôm nay là đẻ cái con này là cân mẹ của nó 2 tạ 3. Là đẻ đừng con là chú ấy điện Bắc ra luôn. Vâng. Là hai anh em là lấy giá hứng sạch sẽ lắm đây này. Thế là lại có món đặc sản à? Ừ, vậy xong bắt đầu là thím Linh thím mi ấy thím Linh thím mi đỡ cho có 7 con này. Vâng. Ừ, gì ngon lắm chung trắng tinh tuyệt vời đấy, đấy chưa? Vâng. Chưa? Vâng. Vậy giờ bác mới làm, tức là làm đồ nhậu bác cháu mình nhậu. Thế hôm nay xào rau răm đi cho mọi người xem. Ừ. Tại vì ít người ăn cái món này. Yeah, lần trước ơi. Bác cháu mình làm khá là nhiều người xem. Cái này mà xào rau răm có mà nhất. Đây vâng. Thì là ngon lắm cháu ơi. Đấy bây giờ đun nước sôi vào xong bắt đầu là xong làm là, sạch đi xong làm là. Làm sạch sẽ xong bắt đầu là xào rau răm thì tuyệt vời luôn. Xào rau răm hay xào khế chua? Không, khế chua bây giờ không có đâu, mùa này không phải mùa khế. Kiếm nó hơi khó khăn. Thế cháu đi mua rau răm nhá. Rau răm là xào là ngon nhất. Đấy. Xào dứa cũng được nhưng mà nó có cái ngọt ngọt này không thích. Còn ngọt này đấy, ngon lắm cháu ạ. Cứ cháu cứ đi đấy xong là về đây là bác làm cho. Là chào bác. Buổi sáng mọi người nhá. Thì hôm nay là mình định rủ bác Thông đi bắt ốc núi cơ, nhưng mà sáng bác lại có món đặc sản nên là đấy. Hôm nay sẽ thiết kế cái món này xào với răm. Lại rau răm cho mọi người xem. Đấy, mọi người nhá. Ngon tuyệt vời luôn. Thấy chưa? Đây là món bộ này phải 4 cân. Món rau lợn xào rau răm nhá. Tuyệt vời, đây là rau. Nhưng lợn. Không ăn hết đâu. Không, làm ít thôi. Cứ ăn bằng nào đủ ít thôi. Không quan trọng. À, bác điện cho cả bác Thứ nữa, bác Thứ khoái món này lắm đấy. Ừ, thích lắm, bác Thứ thích lắm. Cháu ơi, rau lợn này là loại tuyệt vời trong thiên hạ hiện nay, không có được. Đấy, bác đang luộc. Cái này phải luộc mấy nước cho sạch hẳn đi. Ê, mọi người nhá. Luộc một nước thôi. Một nước xong bắt đầu là bác ra bác đổ ra cho nó ráo xong bác thái ra bác xào cho cháu ăn. Vâng. Tuyệt vời luôn, nhưng cứ phải luộc nó ra hết tất cả những cái nước hôi của nó. Vâng. Luộc là phải luộc gừng, đập gừng vào luộc, cháu hiểu chưa? Vâng. Đấy, nó như vậy. Xong bắt đầu là đây là nó sôi bùng lên phát là được. Còn luộc dư quá thì lại ra hết chất. À, luộc dư quá ra hết chất, vứt đi. Bác Thông này lại khỏe nhỉ? Ô, bác này khỏe, hôm qua bác gần chết đi. Đấy à? Hôm qua cơn mưa đầu mùa nó dã cho bác về nhà tơi tả. Bảo sao cái ơi. Video bắt ấy qua buồn thiểu buồn thiêu. Chả buồn thế nào, cứ ăn là ngon, không có tí không, nào buồn cả. Video qua bác buồn lắm. Qua nó ốm. Qua nó ốm ý. Qua nó trời đất nó định tận diệt bác nhưng không tận diệt được. Bắt được anh mà không thèm buồn cười là thôi. Nó nhọc cơ. Nó nhọc không thở được cái xong bị mưa như. Vâng. Bị mưa vào nó mới ốm cho ai. Hôm qua về muộn tí à. Là một cái trận lốc xoay nó đổ xuống đầu bác. Giá ấm ấm nhỉ. Chưa rồi. Dập trời mưa gió. Trời ơi. Mưa xong qua chiều nắng luôn. Ơ thì vậy nên bác bảo rồi. Đời Trần Thông này. Mưa gió dù cho mưa gió tung cồn cát, anh vẫn hiên ngang đứng giữa trời. Không có gì quan trọng, vẫn khỏe, nay lại khỏe luôn, không được gì cả. Lại đón tiếp các cháu đàng hoàng. Khỏe như này tối có khi đi bắt ốc đá được ấy. Rồi, hoàn toàn nhất trí, nếu mưa lại đi tiếp. Nhất trí, nhất trí. Nếu mưa đi tiếp, ngày mai về lại uống tiếp, lại đi tiếp. Lại uống thuốc vào khỏi lại đi tiếp. Không sao. Cái này là làm một món ép lá chanh cháu ạ. Thế là làm hai món hả bác? Làm hai món, làm món xào rau răm với món ép lá chanh để cho anh em thưởng thức cho nó sung sướng cuộc đời, cháu hiểu chưa? Vâng ạ. Nó vậy mà gửi mùi lá chanh thôi đã thấy thơm. Ui giờ nó là tuyệt vời rồi. Vừa làm xong món ép lá chanh mọi người, bây giờ sẽ làm món xào nhá. Xả sạch cái thớt cho bác.
Rồi, thái đi để đây bác. Đấy. Để vào trong kia. Vâng, mang vào trong nhà thái. Đây, mang đây để giữa sân mát mẻ. Sạch sẽ. À bác Thứ sang đây rồi. Chào ngày mới nhá. Xin chào bác, con người đẹp nhất. Cháu đi Hải Dương về rồi đó. Vâng, cháu đi về hôm qua. Ý giời, đi cái thấy khác hẳn nên ra thủ đô nó khác. Hôm nay có món rau lợn bác ạ, tuyệt vời luôn. Phải bỏ xít đâu, không bắt về à? Không bắt được bỏ xít bác ơi, ra đấy họ phun thuốc chết hết bỏ xít rồi. Hôm đấy hình như là đợt này nó mưa, phải không? Vâng, không có con nào à bác. Hôm nay đám cưới ở ngoài ra đấy nó... nó mát, mát rồi. Cái được vài ngày mưa nó mát. Nay làm tác phẩm gì đấy chú? Ui giời bác ơi, lợn là chú Thái nó đẻ à. Được một con là chú điện em ra ngay. Vâng. Thế là ra là hai vợ chồng chú với tôi, người thì đỡ, người thì ấy là đi hứng giá nhựa vào mang về. Thái nhà, nhà ông Tác á? Thái nhà ông Tác. À cái trang trại ngoài đồng đấy á? Cái trang trại tí nữa gọi chú ấy vào đây uống rượu. Sao lại có một con thế à? Đẻ được con thế à? Hay là? Một con thì nó đẻ 16, 17 con à, thôi. À bây giờ nó phải đạt tiêu chuẩn vậy đấy Huy ạ. Vâng. Lợn nhà cháu cũng đẻ hơn chục con. Là người ta không đẻ đâu. Vâng. Bởi vì người ta làm kinh tế là ta tính hiện đại lắm. Ngay cái thụ tinh cho là đấy. Thái chú bảo thế mà làm được thì là gọi em. Món này đặc sản đấy, đúng không ạ? Đặc sản trên vùng trời miền Bắc đấy. Vâng. Hai món bác ạ. Một món ép lá chanh bác ạ. Nhưng mà phải xem chú đạo diễn như nào nó đi. Kể có bộ rau trâu thì tuyệt vời bác Thứ. Đúng rồi. Rau trâu là ngon nhất. Không sẽ có đâu mà rau trâu, rau bò là có. À nhà bác Thứ có rau hiêu ấy nhỉ? Bác ăn rau hiêu rồi chưa? Cái cơn hiêu nó đẻ mình khó theo dõi lắm. Thế ạ? Mà nó kiểu như rau chó mà nó như rau dê ấy. Không lấy được rau hiêu. Không lấy được. À. Bởi vì là cái thời gian đẻ của nó là mình phải thường trực ở đấy cơ. Vâng. Nhưng mà cái chuồng con hiêu nó lại cần yên tĩnh. Vâng. Không như con những con động vật khác. Thế thì không lấy được rồi. Những con khác thì mình thường trực nhưng mà con hiêu thì lại yên tĩnh. Vâng. Mình chỉ nắm cái khoảng đấy nó đẻ nhiều khi thấy hôm đẻ mang thấy cho bò lều nghèo lào ngào ấy. Ô ra thế nữa là không có nuôi dễ. Vâng. Trong cái động vật hoang dã nuôi con hiêu dễ chú Thông ạ. Vâng. Vâng, nuôi rất dễ. Rau gì cũng ngon bác nhỉ. Ừ, đúng rồi. Rau hiêu là không lấy được. Đấy, rau hiêu là nó rau người họ cũng lấy đấy. Ngày xưa rau của cháu đẻ ra là có bà xin mất. Ở đây đây đây. Nói tóm lại là rau người thì thường là người ta không hay cho đâu. Thế thì người ta bảo mang đi là nó mất cái, nhưng mà thường cái bà đẻ cái lúc đấy thì biết gì đâu, người ta mang đi rồi người ta chôn hoặc làm gì không biết, nhưng mà thường những cái người ấy là ta mang về cho người già bệnh thần kinh, cái thức ăn nó rất tốt. Thế mà rau người nó khác loại rau. Trước kia là bác đã nhìn thấy rồi, nó khi làm là nó dày được khoảng có 3 phân. Thế nó tròn đúng một cái đĩa. Ồ. Trông đúng cái miếng thịt nạc. Đây, thế người ta cũng chế biến rồi cho các loại gia vị vào, bắt đầu là có thể băm lên rồi rán lên là để cho người già ăn, hoặc cũng có thể là nấu cháo. Cháu đấy. Thì chưa nhìn thấy rau người bao giờ. Nhưng mà bây giờ mà... ví dụ như bác cháu mình bảo ăn rau người ngay là không dám ăn. Không dám ăn. Nhưng mà khi nấu lên rồi thì nó không biết là cái gì đâu là ăn hết. Người ta nói là bảo rau trâu, rau bò là ăn hết được. Nhưng mà rau người giờ hai bác cháu mình bảo ăn là không dám đâu. bởi vì mình là cái động vật cao cấp. Khi mà nói đến vậy là khác đi ăn thịt nhau ở đâu nên mình không ăn đâu. Nhưng khi mà người ta để chữa bệnh là một cái bồi bổ cho những người sức khỏe suy giảm, thần kinh yếu, là người ta vẫn lấy về cho ăn. Nhưng lại phải chọn nha. Tại sao là cháu này mất rau? Có người khỏe, người sạch nữa. Đấy, vì thứ nhất là mẹ cháu khỏe này. Vâng. Mà đến giờ cháu như thế này thì nếu khỏe mạnh như vậy chứ. Còn người ốm yếu không bao giờ trả lấy. Vâng. Những người ấy không bao giờ lấy. Hai anh em cháu nhá, mẹ cháu bảo là đẻ ra đều có bà lấy mất cháu. Đấy, vậy nhưng mà họ bảo kiêng như vậy thực tế nó có ảnh hưởng cái đâu phải không? Vâng. Cái đấy là cái phụ phí riêng như ngoài, còn tất nhiên là nó là cái chất bổ để nuôi cái cháu nuôi lớn như bà hôm nay nhá. Yeah. Nhưng cái đấy đã không còn tác dụng nữa rồi, nó đã ra khỏi cái cháu, đã ra chào đời rồi. Vâng. Yeah. Bắt đầu để ra nhìn thấy mặt trời rồi cất tiếng khóc đầu tiên rồi. Yeah. Đây là rau lợn hôm nay đã luộc sạch hai nước và bây giờ mang vào xào. Còn một món em lá chanh hôm nay thiết kế rồi. Đây à. Ừ. Vậy nên tôi bảo chú Thông làm xong chưa? Bây ra. Ô bác để đấy cháu đạo diễn hết. Thôi ấy đi, cháu ấy đi xong là cho cái tỏi này vào để bác thái cái rau răm này ra. Vâng. Ừ, xong rồi cháu đạo diễn nhá. Ô Thông ơi, hai cháu lên cái gỡ ngoài chỗ này ra cho nó sáng. Không, tớ đập đi. Quay xong cháu lại lập không vào cho bác. Mày có mọc xong mày về mất đi. Ôi sao thơm quá vậy. Ừ, đấy, bắt đầu đây. Bắt đầu đây. Vừa mới thấy xèo xèo đã thơm lưng lên rồi. Đã đơn cháo được quá. Thơm rồi, thơm rồi. Mùi rau răm. Mùi rau răm. Mùi rau răm nó bốc lên. Ui giời, tuyệt vời nhỉ.
quá tuyệt vời luôn. Bác cứ nhớ bác ăn cái món này. Ôi chắc thì cho rau răm vào, đúng không? Trời ơi, tuyệt vời xào bác rau răm mà... Rồi ôi, rau lợn mà xào rau răm thì nói gì nữa, chỉ bậc nhất trong thiên hạ hiện món nay. Món mới. Bác sẽ ăn thì bác biết. Đây cho rau vào. Đây để cho rau đã. Nữa đi. Rồi. À lại cho rau răm trước hả bác? Không. Đây là tỏi mà. Xong khi tỏi xong cho rau lợn vào. Ơ là rau răm mà cho họ đảo phát là được thôi. Vâng. Một chảo đầy bác ạ. Em lá chanh một nửa rồi, một nửa vẫn được chảo đầy. Con này nó to hơn con này nó 2 tà 3 rồi. Kẻ ra phát là một cái ấy luôn. Lấy tại tận gốc luôn. Lấy tại luôn rồi. Hứng. Vậy ăn thì mình nói. Đến bác xay hạt tiêu. Bác xay cho cháu ý hạt quên tiêu. Quên hạt tiêu. Hạt tiêu cho nãy xay rồi đấy kia cả người quên. Cho rau răm mà đảo lên đường rau răm mới phải là gia vị. Chết rồi. Ăn nhiều cái mắm nhà bác. Chết rồi, mắm rẻ quá cho anh hơi nhiều bác ạ. Ừ vậy nó lại mặn đo. Vậy có đổ nước vào cứu được không bác? Không cứu được, vậy không cứu được đâu. Nó mặn quá cho tưởng đổ nước vào cứu. Chẳng lấy đưa à, cho đục vừa ăn nhỉ. Thằng cháu Huy, thằng cháu bác thì lúc nào nó chạy tài. Làm gì nó dám làm quá tiêu chuẩn đây. Đấy đảo lên. Nữa tiêu đi bà. Thôi cho nó cay. Cay này ăn thôi. À bác thái ớt đẩy đây. Ớt nữa thì có mà liệu hồn. Liệu hồn. Ớt nữa thì có mà rắc rối đi. Chẳng có thằng cay hết đầu. À bác Thứ đang cày view cho Huy này chồng này. Đấy bác đang đi xem đi bắt nhái bắt ếch đây. Tác phẩm mới nhất của Huy Anh TV. Ở Nhật Thông. Tác phẩm nào cũng mới hết. Tác phẩm này mới nhất đi. Cũng mình như mới ta. Họ cho rau răm vào. Đây cho rau răm cuối hay cho vào luôn bác? Cứ xào phát cho nên ngâm mắm muối. Ngâm mắm muối không phải cho chứ. Ừ, xong cho rau răm vào là xong. Sắp chín rồi mọi người. Bây giờ sẽ cho rau răm vào nhá. Cái này không bao giờ cạn. Đấy. Cho hết vào cho nó thơm. Tưởng chồng sợ ăn rau răm. Ăn rau răm mình khỏe, mình ăn rau răm việc cái gì bác Thứ à bác Thông nhỉ? Sợ cái rau răm này. Ê, cái món này là chú Thông chỉ đạo, còn nghiên anh Huy đạo diễn à? Không có gì nữa, bên chỉ đạo với đạo diễn. Ôi giời, học sinh giỏi rồi. Ngon lắm bác Thứ ạ. Ờ. Nhức nách luôn. Chú Huy là à, cháu Huy dần dần là có khi lại đi đầu bếp, làm đầu bếp nữa nhỉ. Thật tay nghề cao đấy rồi. Mà cứ khen cháu là cháu đi bỏ nghề đi làm đầu bếp thật. Ý, vậy cơ mà các bạn người đang phấn khởi mà cháu mà bỏ đi thì họ buồn lắm, thôi cố gắng nhá. Vâng. Món này là món gì đây anh Huy? Ê, chú Thông cứ đặt là món gì đây? Ép lá chanh bác Sứ ạ. À. Khô rồi. Cái này là hấp cách thủy dưỡng hấp ép lá chanh à? Luộc. Luộc mấy à? Nước xong bắt đầu ép vào thế. Vậy à? Tưởng là hấp cách thủy. Có khi hấp cách thủy hay hơn đấy nhỉ? Vâng, để lần sau ấp. Lần sau là thủy. Bảo chú Thông hấp cách thủy. Vì cái loại này nó mềm, nó dễ chín. Nó không như các loại khác. Ô, ai gọi bác? Má mà gọi. Ô, vậy à? Bây giờ mới gọi cho chú nãy gọi cho tôi rồi. Vậy à? Vậy à? Alo, chú mày làm không nghe. Ừ. Ôi giời, bà sốt ruột làm gì, cái chuyện ấy tôi vừa là cha vừa là mẹ cơ mà. Mọi việc đảm đang, mưa gió là bổn phận của trời đất, về mà chạy. Được rồi, bà yên tâm đi. Cô yên tâm đi, có thiếu nữ đảm đang ở đây rồi, lo cái gì. Vừa là bố vừa mẹ, đừng đi vội mà vấp ngã sặt đầu gối đấy. Mưa sập đến nơi rồi mọi người ạ. Cái nó. Thôi bác ra lấy quần áo để cho lấy quần áo vào cho à, không. Được bác rồi, mắng đi. Bác lấy ngay. Để anh bác ngồi đi cho ra cho lấy. Lên thiếu nữ đảm đang đứng dậy đi. Chưa kịp ăn. Bác lấy theo kiểu của bác nó nhanh lắm. Trời đã về chưa, Trần Thông xin mời tất cả mọi người và các bạn dùng bữa ẩm thực trưa nay. Rau lợn xào rau răm, rau lợn ép lá chanh. Xin mời các bạn. Mời tất cả mọi người nhá. Quá tuyệt vời nhỉ. Mình vào bữa đâu bác Thứ ơi. Vâng, trông cái đĩa rau thơm nó sinh động hẳn lên. Em mời bác. Chúng mời hai bác nhỉ. Cái này là công của Tam Đen vừa chạy rối lên đấy mới được đấy. Chạy tất bật như con mọn. Mời bác đi.
Mời chú nhá. Vâng, mời đi. Mời anh Huy nhá. Vâng, chào mời bác. Mời Camen nhá. Vâng, chào mời các bác ạ. Camen phải thỉnh thoảng làm tí chứ nó tưng bừng như cái món này cháu lại không dám ăn. Người Ả Rập chế út mà bác. À. Mời mọi người nhá. Ăn món này thì mới sướng đợi này. Ý cái thằng cháu Huy nó chặt to được không? Ăn to nói lớn nữa mà vậy đi. Đúng rồi, thằng này đúng lấy những bác bảo đặt vào ra làm sao được. Nhưng mà thôi cũng phải cố gắng. Ủa nhưng mà cái này xào cho thơm ngon thật quá thứ. Ngon lắm. Ngon. Ý chứ quá tuyệt vời này Trần Thông này. Bác mày nay mà gọi điện cho bác sớm. Nói sao bác lại chặt cỏ bò à? Mà không, nếu không chặt cỏ bò thì cháu con lại níu kéo nó gót chân thì không đi được. Không. Năm đứa cháu. Chú, lúc chú gọi là đang khoác ba lô ở sau lưng này. À vậy à? Ngày nào cũng phải khoác ba lô. À, rồi nhất chị. Từ từ phải mang cái ba lô về giao cho bà đã. Không có cái ba lô nó đi theo nó quấn chân lắm. Rồi, nhất chị. Mời đi bác. Hôm trước có món ếch xong định bảo gọi bác Thứ mà cho đi mua mùng đi qua thì bác Thứ đang chặt cỏ rồi thôi. Thế bảo thôi đừng quấy nhiễu nữa. Thế bảo đừng quấy nhiễu bác, bác đang chặt cỏ đừng quấy nhiễu nữa là thôi đi. Về ba bác kéo ăn trưởng quà. Đào được 6 con ếch. Nhiều lúc thì cũng cảm thấy lúc mà tiêu cực thì bảo mình như con ở chú Thông ạ. Cắt chặt cỏ bế cháu nhá. Nhưng mà có khi đấy là niềm hạnh phúc của cuộc đời đấy. Có con em có cháu mà bác, phục vụ. Có là quá sung sướng cuộc đời, nhiều người mong chả được đâu. Vâng. Ước chả thấy đâu, bói không ra đâu. Con còn lâu. Không phải bói mà không phải ước. Vì nó quy luật tự nhiên rồi. Nhưng mình là cái cháu chắc nó tham nó làm hơi nhiều. Và 5 năm rưỡi mà nó làm 3 đứa thì chú bảo nó có mệt mỏi à. Người ta kế hoạch là phải 5 năm một cháu phải không? Vâng. Đây 5 năm thì là 3 cháu, 5 năm rưỡi 3 cháu chú thấy không? Rồi. Vậy nên giờ gần 70 tuổi mà ba lô lúc nào cũng đằng trước đằng sau. Không, theo em ấy, nhà nước ngày xưa người ta cấm. Cái lúc đấy không phải cấm nhưng mà kế hoạch của Nguyễn Văn Linh. Những việc cần làm ngay. Đúng rồi. Là phải xây dựng đất nước Việt Nam và đẻ ít nuôi nhiều. Đấy, ví dụ vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì nhà nước cho thoải mái. Nhưng mà quan trọng là cái đất làm này mới nuôi họ được không, nuôi nó được không mới là quan trọng. Không. Hai chữ thoải mái. Cái lúc đấy là làm nhiều đẻ ít. Đẻ ít nuôi nhiều cơ mà lấy đâu mà nuôi. Chú thật. Nay mai chiến tranh phát là gọi cả đứa nhân nhít đi nữa. Không bây có. Bây giờ là mở cửa rồi. Bây giờ là mở cửa. Giờ mở cửa đấy. Họ cho đẻ thoải mái. Nhưng quan trọng có nuôi được con hay không. Đúng rồi đấy. Vì nhá. Vì bây giờ nó cao cấp nuôi rồi. Vì thực ra từ xưa đã nói rồi. Chúa thì kén nhiều quân, dân kén nhiều người, phải không? Không có quân và không có dân thì cái đất nước đấy sẽ là nhỏ bé. Tại sao Trung Quốc mạnh, rồi, dân nhiều, đúng rồi. Lại là dân giàu, nó nước dân, mạnh. Tỷ dân, đất nước tỷ nên dân. Nên giờ là họ rất mạnh là họ đông người. Đấy. Đó đông người là lắm người tại. Bây giờ ví dụ như là ba bác cháu mình ngồi đây nhá. Bây giờ 10 anh đến thì mình chả thua. Tối thì muốn bác đi hoạt động cách mạng. Ban ngày thì cứ nước cam lộ rót từ đầu đến chân cứ mà bác chết à. Làm cái nữa bác. Bác ơi, làm cái nhỉ. Bác thử hai món xem món nào ngon. Món nào cũng món ngon. Này mới ngon này. Đúng rồi. Xào rau răm mới ngon. Ê thôi. Bác thử mời đi. Ăn mạnh cái này hả bác? Ăn này. Ngon đấy. Đấy ngon đấy. Ăn thoải mái. Nhiều mà. Một bộ đấy. Mai lại đẻ tiếp. Dai giòn sần sật. Nhìn ngọn là mai lại đẻ tiếp này. Thấy đẻ qua nó gọi ra bắt đầu hứng. Cháu lại thụt lỗ này. Nói thật cháu Huy cái này là rất quý. Vâng. Nhưng bây giờ là để mà làm ăn ngon được là người ta cũng mất nhiều công rồi. Vâng. Thế nên chú Thông mà có cái tài nghệ này là người ta gọi liên tục. Đi suốt từ sáng đến giờ đấy. Và cái khu ta giờ là nuôi rất nhiều lợn sinh sản. Đấy. Đúng không? Nhưng mất nhiều công. Nhiều công. Rồi là phải có gia vị hợp lý nên mới ngon. Đấy, cay lắm mà. Đấy. Hơi nhiều ớt. Bác Thông thái nhiều ớt quá chứ bảo thái một quả thôi. Cháu cho nhiều hạt tiêu rồi cháu cần bảo. Cháu cần bảo bác băm hết 3 quả ớt vào. Ớt đấy là ớt siêu cay. Cứ để bác. Bác ăn bác siêu cay. Bác ăn bác gấp. Mùi cay của nó coi như nồng nàn trong thiên hạ. Ui, cho thấy mưa sắp tới đây rồi. Kệ nó mưa rơi tí tách mưa rơi mà kệ nó mưa rơi xong có phải chạy không? Không phải chạy. Không phải chạy à? Không tiếng uống cứ ngoài mày ăn uống. Nó tí nó đây giờ. Không lúc nào nó hợp đến thì mình chạy sau. Không chạy kịp ấy. Đây nhá, đây là mình đang nhờ mấy cái lá xanh gì đấy nhá, còn ngoài kia đã ướt nước đấy đấy. Nó mưa bụi mà, nhưng mà cây xanh này là cái ô thân uyển của mình không gì đâu. Ngồi dưới trời mưa ăn. Trời đầy.
ngon nhỉ cháu nhỉ. Nó hứa hôm sau cháu sẽ đi bắt một bữa ốc núi. Đợi một cơn mưa to. Mấy hôm nay mưa liên tục như vậy. Nhưng mà ốc không được to, nó chỉ như này thôi. Nó không to như kiểu ốc họ bán ở Bái Đính đâu. Cái ốc to ấy là mà ốc nuôi. Đúng rồi. Ốc núi như ốc núi nuôi. Chính xác đấy. Nó là bột ngô với cám cò. Đúng rồi. Còn ốc núi mình bắt được thật thì con nó không to đâu. Đúng rồi. Nhưng mà ăn nó ngon. Ăn ngon. Hoặc là người ta gọi là ốc lá. Cái đấy thì bác bảo nấu với cái gì thì ngon. Chứ cái luộc mẻ, đồ với mẻ chả làm gì. Luộc mẻ. Nấu đồ với mẻ. Xong ngồi khêu. Ngồi khêu như các bạn ấy. Và thế thì tuyệt vời. Ăn ngon mà. Nó cho một số lá gia vị mà nữa. Đấy. Nhưng mà chú Thông ạ. Vẫn tôi xài vừa rồi tôi phát lá hiện. Gừng. Tôi phát hiện ghi ra là cho thêm cái lá quế vào. Lá quế cũng được. Phải nói là thơm mặn. Lá quế. Kể cả giờ... ốc bưu luộc cho lá quế vào. Nhưng giờ mình lấy đâu ra lá quế? Nhà bác có. Thế hôm nào ấy bảo bác ăn xuống. Nhà bác có cây to. Và đường kính cũng phải cỡ gần trăm rồi. Ăn đi bác. Thế tí bác cho cháu xin một cành cháu nhai cho đỡ buồn. Ờ, lúc nào bác cầm xuống cho nhá. Vâng. Mời đi bác. Cháu đi rau mũi đỏ tía lên rồi về. Cày hẹn à. Cái món này nấu siêu cay. À. Bác cho bao nhiêu hạt tiêu bác Thông lại thái hết bao quả ớt cảnh vào. À vậy à. Ớt này là ớt cay nhất thế rồi đi. Ớt cay lắm ớt đấy. Ớt đấy ngày xưa nó mọc ở hang Tuyệt Cốc. Vậy chú Thông cứ nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa hai mẹ chồng với con dâu nấu cái ăn mà bảo mẹ cho ba môi con cho ba xẻ không? Ờ, cái đấy có. Ở đây. Ờ, sau lớp bây giờ họ đang đóng như vậy. Vậy à? Có mà đám cưới nhà bên cạnh coi như là họ nấu canh là cái đứa nó chơi đẻo nó làm anh bát muối đổ vào. Cũng cả đám cưới không ăn được. Cãi nhau. Cãi nhau. Cái đấy có thật, bác mới xem mà. Vậy à? Cái chuyện đấy là như nào bác thử kể lại cho cháu nghe. Cái chuyện đấy là như này. Thì con dâu thì vì nấu cái ăn thì là các thứ là gia vị muối mắm là cho đủ rồi đấy, nhưng mà bà mẹ chồng thì tiết kiệm, xong là đầu đến lúc mà đưa ra cái món ăn thì nó ngon là món cá dấm đấy. Vậy thì ông bảo ý rồi ai này nấu ngon thế nhỉ, là thêm tí muối nữa. Ồ, con đã cho ba xìa rồi. Bà vợ bảo ui tôi còn cho thêm ba môi nữa vậy mà vẫn chưa được. Nhưng mà thực tế ra là ông ăn mặn quá ông ý. Nhưng mà bà mẹ sẽ tiết kiệm như là tôi cho vào cho nó mặn để nó ăn mặn quá không ăn được ý. Thế cuối cùng vậy ông hỏi bà vậy cái cá này là gọi cá gì, bà bảo cá ăn rẻ ông ạ. Tôi mới hôm nọ như vậy. Bà thứ tôi mới hôm nọ như nấu cũng nấu giấm cá chép như thì Phúc bắt được cá 2 cân, anh Phúc bắt được cá 2 cân và cho vào nấu giấm. Vậy là cái thằng Trúc ấy, thằng con cả nó ấy, tôi thì nằm ở giường tôi đang xem điện thoại, tôi bảo Trúc ơi muối như mình nó muối đợt này nó rẻ mà cho nhiều nhiều vào tí nó múc một môi nó đổ vào cái nồi giấm hôm đấy vẫn đi hết cả, còn đến làm vài bốn mắng gần chết đi. Tôi mới bảo là bằng tao bảo tôi nói đùa, thật tà quá cháu, thật tà quá. Tôi nói đùa, tôi bảo là con ơi muối giờ nó rẻ mà cho nhiều nhiều vào nó múc môi nó bỏ vào và cái nồi giấm vẫn đi hết. Nó bảo ông ơi sao ông kho kiểu gì cá kiểu gì vậy mà nguyên nước là nước mà nó mặn quá vậy. Thật tà quá vậy nhớ vậy chú Thông vì câu hiệu người ta mới có câu mà đi tuổi già về hỏi trẻ phải không? Mày gần chết. Trẻ nói là nó cứ làm bây giờ mình tính là thật, nó không phải là. Má Hạnh mà ít lòng lợn, rau lợn. Ô mời bà. Bà ơi tí mời bà. Bà bê cái gì mà nặng quá vậy vì? Đang bê đồ ăn. Ôi giời ơi. Bà đi chợ về bà. Thôi. Chợ về đây. Cô cứ ăn món này còn nấu đi nhá. Cô vừa nấu đi còn cái này là cái món này hôm nay bác nhiệt tình mời bà nhưng mời bà này không dùng được. Sao rau lợn đấy bà, rau lợn đấy. Thôi mời tất cả mời mọi người đi nhá. Dân gian này không có mà ăn đâu, ngon lắm đây. Uống đi ba thứ. Uống đi. Huy ơi mày chặt kiểu vầy à. Cháu chặt cho mày nhai cho năng suất. Nó to quá vậy. Nó to quá vậy ta ăn mướng to vậy à. Không. Cơ bản cái là bồi dưỡng cho chú mấy nay là ốm yếu nó mày. Mà chặt miếng bé thì chú cứ ăn ít quá nên là phải làm miếng to to mỗi lần gấp nó mới bỏ. Cái cồng lì nó chặt nghe chưa. Rau lợn này nó cũng bổ bác ạ. Bổ dưỡng hôm trước, hôm trước nhà cháu được cho một ít rau trâu. Gọi là mỗi người chia một ít mà ăn là sướng à. Ê, đang ăn dở thì ừ. Mang sang nhưng mà chia làm 4 cân lấy đâu mà còn nhiều vậy. Được một bát. Không rau trâu thì nó mấy bác cháu ăn rau trâu nó khoảng 3 cân đấy. 3 cân không phải. Hơn 3 cân đấy nhưng mà nó chia làm 4. Mỗi người được con phần. Thì lấy đâu mà có nhiều vậy. Càng ngày mưa càng to bác nữa. Bác ơi. Bác. Cô về à? Bác ơi. Bác chả thấy cái hạt nào rơi lên đây.
Bác làm hay thử. Là cái này nó ngon quá nên ừ. là chú ý vào ẩm thực thì chả thấy mưa đâu. Bác làm thử cái run này xem thế nào. Ui trong đấy là hơi nặng hạt đấy nhá bác nhá. À. Chúng ta kéo lùi ở trong đây. Em một con, anh con. Em chuẩn lùi đây bác chú ơi. Có mưa tới nơi rồi. Để bác đang ăn trời đánh tránh miếng ăn mà khổ thằng cháu này. Trời đánh tránh miếng ăn. Đây bác. Là hai con run này. Họ nhìn ngoài hại lắm đấy nhỉ. Ngoài nhìn mà không phải đâu. Cao cấp đấy. Đây là tia máu bổ của những quả ai có đâu. Tia máu bổ của những dòng bào thai. Ừ. Đi, làm gì cả được. Chuyển vào và có mưa hết đồ ăn. Chuyển đây. Tí mưa to quá thì ta chạy vào trong nhà. Ừ. Không, không mưa to. Trời nó thương thương bác cháu mình. Gớm thật cháu bảo trời đánh tránh miếng ăn. Ai đang mưa à đang ăn đông nữa lòng nào cũng mưa. Dưới cháu đây. Dưới cho bác đây. Tuyệt vời. Mưa gió là việc phải chơi. Thế ai đồng đến trời đánh cho. Thế chủ giống trời không trời đánh chết đi. Ngon mà. Mời đấy bác cho nóng. Ở đây vẫn cháu vẫn thấy cái rột nhưng mà đỡ hơn ngoài kia. Không, đây có đám cây xanh. Ngồi ăn giữa cơn mưa mọi người. Rừng xanh nó che kín đường về anh ơi. Không. Vậy vậy cho nên là tôi đang làm bài thơ dở. Ừ. Đấy không bác? Ờ. Nhưng mà thôi thì đọc một vài câu xem nó cứ đúng cái cảnh anh em mình không nhá. Rồi nhất trí hoàn toàn. Thế thì có gì thì là các bạn xem thì là cũng bỏ qua cho. Là kẻ phải làm hoàn chỉnh mới đọc. Nhưng mà chính cái trời mưa này là tôi cao hứng đọc cái vài câu tôi đã làm. Rồi nhất trí hoàn toàn nhất trí. Trần Thông Xuân Thứ Yên Thành. Đôi bạn tri kỷ không tranh với đời. Đúng rồi. Nhà to làm chỉ để chơi. Đúng rồi. Lại ở nhà ngói nhưng đời vẫn vui. Tuyệt vời. Còn nữa không bác? Không, đấy mới làm được đấy. Đấy định đi viết tiếp. À. Nhưng mà thấy cháu bảo bác Thứ đâu rồi. Nhưng mà phải nói là cái cảm hứng thì nó phải có mới viết được. Rồi, đấy, chú Thông ạ. Tối hôm sau sẽ hoàn thành tiếp. Rồi, đấy, mới được 4 câu thôi nhá. Nhưng mà tôi thấy đây nhá, rõ ràng là anh em mình nhà cao cửa rộng không ở, lại cứ ra ở dưới bóng cây vậy. Nhà cao cửa rộng không thèm ở. Nhà cao cửa rộng không thèm ở. Đấy. Ở túp lều tranh. Ở túp lều tranh mái tốt tươi. Đấy, không có gì cả. Tức cảnh sinh thơ luôn mọi người. Tức cảnh sinh thơ luôn. Thế thôi. Đồ nhậu mênh mông thì bát ngát. Đúng rồi. Lối ra vào ta đón khách vãng lai. À. Đấy, đấy mới là tức cảnh sinh thơ đấy. Tuyệt vời. Thế thôi. Thôi, nói chung là anh em tôi thì học thì ít. Văn rốt vũ rát nhưng mà thơ còn cóc các bạn thông cảm. Thế thôi. Thì ăn cày qua mà nước mũi nước mắt cái chảy tùm lum. Tuyệt vời, mời có mời có không mời đi. Hơi quá, hơi mời quá. Lần sau phải rút đỡ đi mọi người. Không, cháu bảo siêu cay. Bác cho siêu cay luôn. Bác cũng ăn cay. Nhưng mà nó siêu quá. Ông đời trai phải ăn cay uống đắng. Đời trai mà ăn ngọt uống bùi cứ vứt đi. Mình là con người sông pha ngoài trận tuyến. Thật nhỉ. Yeah. Như đàn bà uống nước ngọt thì cái mà hỏng tiệt vấn đề. Cứ chiều chiều đàn cò trắng nhẩn nhơ bay về tổ. Trần Thông lại đi về lững thững tới nhà anh. Ô Trần Thông ơi. Ôi. Kia là mới bay mới bắt mấy con cuốc về đó. Ở đâu? Đấy là gà chòi. Gà chòi à? Ô tưởng là chú Thuần trùng được mấy con cuốc. Đâu, còn có mấy mầm mống thôi. Còn có mấy mống thôi, gà năm nay tuyệt chủng. In nữa có món gà nướng lù và thứ. Đấy, chưa nuôi mày lại nói dại. Câu mới này nói thật thì nói dại. Mồm thì ăn mắm ăn muối xong rồi mày nói vậy, ta lại không nuôi được đâu. Lại hạ cánh này, bất cứ từng ngày. Mai sang mà cháu thấy con gà nó yếu yếu là cứ nướng lù rồi. Mời cháu đây, cháu ăn bà. Bằng hết, đừng để nó làm gì cho nhất nó phí của. Ăn bằng hết, không để nó làm gì cả. Tuyệt vời luôn. Em nói với bác này, nói với vợ chồng cháu Huy. Các cụ nói rồi, rau gì cũng bổ. Bổ như là rau kể cả rau con chuột. Tất cả mọi con hay tất cả trên con người đều ăn các chất bổ vào để hút chất dinh dưỡng để nuôi con. Cho bào thai để nuôi con. Đúng rồi. Nên rau gì cũng bổ. Còn nếu độc hại thì nó chết lâu rồi. Đúng rồi. Đấy, nó thế. À, ngày xưa ấy, cái rau người là bác ăn rất nhiều. Thế bác ăn rau người rồi. Vậy nên bác mới khỏe như vậy. Năm nay 62 tuổi chưa có bệnh tật.
bác biết ốm đau gì đâu, chỉ có ốm cái loại ốm ốm trẻ con hay ốm nhăn nhắt thôi. Ốm khoán. Ốm khoán ấy mà ốm cái kiểu không cần uống thuốc cái mười củ giấy là xong mà. Ô, vậy là chú là giáp thìn à? Vâng. Rồi. Thìn năm nay là 64. Con rồng vàng sống trong biển cạn. Ừ. Vậy là mới 60 chứ sao 62? Cháu tưởng bác sinh vâng, năm 62. Bác sinh năm 62, 1962. Ừ, 64. Ừ. Không, bác sinh 62. 62 vậy dần à, nhâm dần. 62 à? Nhâm dần, một con hổ nằm trong biển cạn. Ừ. Không phải. Không... Chú 64. Bác thông giờ không nhớ. Giật. Bây giờ chẳng 64 nhớ đâu. Con rồng nằm trong đại dương sao chứ thế bảo là cái gì đứng lồi lên thế năm. Đính chính ấy, mọi người là bác thông là sinh năm 64 mọi người nhá. Trước giờ là bác thông nhớ nhầm. Không, hôm nay định ăn gian tuổi nhưng mà có bác Thứ ở đây rồi. Bác đừng nói vậy. Tôi có sổ sách đàng hoàng. Tôi chính thức sinh năm 1963. À. 26 tháng 3 1963. À, danh giới giữa 62 và 64. Một cái đinh Mão. Quý Mão. Một cái Quý Mão. Quý Mão đúng rồi. Vậy cho nên là đúng cho quý mà bác. Ừ. Chú lúc nào quý chỉ thích nằm quý. Ở vùng rồi. Thế mình đính chính lại một lần nữa là bác Thông sinh năm 1963 mọi người nhá. Không phải 62 mà phải đính tiếp. Với bản tí nữa là sinh năm 70. Tam giao tất bản là cũng phải đính chính liên tục đấy. Đấy thì công an họ làm chứng minh thư họ gửi về cho mình sinh năm 70. Còn cái thứ hai là sinh năm 69 thì bảo thôi cơ mà. Bản tí trẻ quá. Đi làm lại cháu chở ông Thông đi làm lại căn cước hai lần. 7 lần đấy. Vậy à? Tất cả 7 lần với thọ đấy mới xong. Rồi đấy là cháu có 2 lần thôi còn gần mà mình nhiều người lai đi. Nhiều người lai đi. Chở đi sửa căn cước 2 lần. Thế nào? Đúng đi. Chính xác là 1963. Gương nó tức cười nhỉ. Hai bác cháu mình tức cười. Cướp thì ăn đòi nằm chờ 11 giờ chưa về được. Ngày chiều lại đi. Đi cuối cùng muộn chả được. Xong ngày mai đến hẹn thứ mấy nhỉ. Hôm đấy hẹn thứ 6 thứ 2 lại đi tiếp thì được. Thế bảo vậy. Ở đây các ông làm với tôi có làm đâu. Ông về tận thôn ông làm ý. Thế mà lại bắt tôi đi làm lại. Thế mới đau. Nguyên sở đi làm mới khổ. Khổ như thế. Mãi mà sao nó mới được cái bác Thứ. Không cái đấy phải làm lại. Phải làm đi. Phải làm. Vì nó mình, là... tôi thực ra đang chẳng muốn làm. Thế bảo cái đi đấy đâu mà làm. Thật ở nhà ấy. Vay thì mình trả vay mượn mình trả mượn. Nhưng đi đây đi đó buôn bán thì không. Mình toàn làm thật nên chả cần thiết. Nhưng mà bảo vẫn phải làm. Thế. Giấy căn cước là to nhất trong cả cuộc đời. Nhưng... Vâng. Quan vậy. Trọng nhất. Quan trọng nhất trong cả cuộc đời. Tôi mới tự cười. Thôi video ngày hôm nay bác cháu mình xin phép dừng ở đây mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ngày hôm nay và nhớ đăng ký kênh ủng hộ bác cháu mình nhá. Xin chào nhá. Xin chào hai ông nông dân cấp 4. Ôi trời đã về chưa? Bữa nhậu bây giờ cũng đã tàn canh. Trần Thông xin chào tất cả mọi người và các bạn đón xem video tiếp của ngày mai. Tạm biệt mọi người.